Chưa, chưa, Ôi, chưa, 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 trời vẫn cứ mưa cho nên chúng ta ngồi nướng khoai lang. Trong thời gian chờ khoai lang nướng chúng ta làm gì? Mua sữa đậu nành hoa, sữa đó. Đêm đen, lạnh không? Lạnh không? Dạ lạnh. Nhiệt độ cỡ nào? Chắc là chắc chết cũng cỡ nhiệt độ này. Đây, đây là quán hoa sữa nổi tiếng nứt nước tiếng Đà Lạt ở Tăng Bạc Hổ. Bây giờ nó làm, trời ơi, ngày xưa nó là cái bịch bóng mà bây giờ nó đẹp dễ sợ chưa. Trước khi bàn đến độ ngon của món ăn, chúng ta hãy bàn đến độ gần chết của người xíu. Lạnh lắm hả? Một chiếc luôn hà. Dạ, đó. Nói chung là nó lạnh và nó trời mưa đó. À, vậy hả? Gấu ăn không con? Nên. Gấu ăn không con? Thôi, gấu ăn được đó. Cái gì vậy? Cái người review gì ghê quá. À, cái sự lạnh đó hả? Cái sự lạnh. Yên cho người ta cảm nhận luôn, cái sự lạnh. Đừng cổ nha mà. Ừ. Đừng cổ được. Em cầm nãy giờ hết rồi. Lạnh dữ vậy hả? Đã. Đã hả? Lạnh lắm hả? Ai đi ra ngoài mua cái này giờ là khổ lắm mọi người nhớ nha. À thiệt sự. Nên là nó hồi sẽ không phải rửa chén phải không? Người không đi ra ngoài mua cũng phải gọi là phải rửa chén. Rồi quay về câu chuyện chính. Đây là ly hoa sữa. Cách đây 15 năm khi tôi còn ở Đà Lạt thì mình ăn cái này là mình đi qua hoa sữa mua về là cái bịch bóng. Bây giờ hoa sữa đã có cái ly thấy ghê không? Đó. Tên tuổi thấy ghê không? Rồi. Đồ ăn là gì? Đó. Trong bịch bóng là gì? Trong bịch bóng. À không, bịch ni lông. À trong bịch ni lông. Bịch không có bóng. Rất là nhiều loại bánh nhưng mà hôm nay là chỉ mua có 3 loại tượng trưng thôi. Đây là bánh sừng bò. Sừng bò. Đúng rồi. Đây là bánh cua. Nó khác ở chỗ là trong này nó có nhân phô mai nha các okay. bạn. Đó. Rất là thơm. Ok. Đó. Và đây là bánh su kem. Để mua bánh su kem luôn hả? Mấy đứa muốn tặng thêm mấy ký? Bánh su kem để được xem. Kem su trong bánh. Đúng rồi. Còn coi ly sữa nào coi nó có giống 15 năm trước mà tôi uống hay không. Đây là sữa gì đây? Đây là sữa đậu nành bò. Nành bò rồi, khuấy lên. Khuấy lên nó cũng không thấy màu khác đâu nha quý vị. Màu khuấy nó cũng vậy thôi. Khuấy lên đi lửa thiên cao nguyên. Và khuấy lên cho tình yêu dân lên. Hú về. Có phụng. Rồi, uống. Cái uống đi. Vô mọi người ơi. Vô, không, uống cái này trước, review này trước. Đó là ly nành bò rất là đặc trưng. Vô. Người ta phải gắn như người ta uống một cái này má ơi. Còn đây là Để đi. Còn đây là ly nành phụng. Nành phụng bò. Nành bò là gì? Giải thích coi, biết cách giải thích chưa? Nành bò là sữa đậu nành pha với sữa bò. Đúng rồi, sữa bò đây là sữa bò đặc trong lon á. Nành bò phụng là chưa uống là bạn sẽ ngửi thấy cái mùi thơm của sữa đậu nành. Uống rồi bạn không thấy nó bốc lên và nó trong cái tiết trời như thế này, nó bạn uống được một cái ly như thế này bạn sẽ cảm thấy như là đang ở trên thiên đường, rất là ấm áp các bạn. Wow. Đó. Và khi mà các bạn uống vào thì cái vị đậu nành nó rất là thanh, nó không có bị gắt, nó uống rất là dễ chịu và cái vị sữa bò nó cũng rất là dịu. Và đó thì giống như hồi nãy nói là trong cái tiết trời lạnh lẽo như thế này, các bạn hớp một hớp sữa nóng vào người thì các bạn đã có thể hình dung được cái sự sung sướng của mình lúc này như thế nào rồi. Ghê vậy luôn. Anh ơi, anh đang ở trên thiên đường đúng không? Anh đang trên thiên đường đúng không anh? Anh uống xong anh đi rửa chén nha. Lạnh rót liền. Uống gì vậy? Mai mốt qua một loại chật miếng. Một loại chật miếng. Chật miếng. Ăn bánh đi em, ăn bánh cua đi, mai mốt bớt ngang lại. Còn đây là đậu nành phụng bò, có nghĩa là pha với đậu phụng nữa. Uống rất, mùi đậu phụng rất là nhiều, rất là ngon. Đây, còn con người ăn bánh cua xong, vẫn cua không lại, em quẹo lại, rắc. Ghế cũng xem.
Rồi gãy cửa xe. Bây giờ mình qua tới cái món này lại đi. Đây để dành cho mấy đứa nè. Khui một củ đó nha. Củ nào chín rồi ta. Trời ơi nó không có bếp lửa này chắc tôi chết lạnh luôn. Đây vô. Cái nào? Cái này chín nhất. Cái này chín nhất. Vô. Đập hộp, đập hộp. Việc việc. Dạ. Chết mẹ rớt rồi, tôi kể nha. Trời ơi, chị chửi thề cho mi mất. Em xin lỗi độc giả, em xin lỗi khán giả. Ý da. Quỷ à, ghế lung lay, ghế lung lay. Em có cân nhắc chị mà. Hồi kêu bíp bíp. Dạ, edit lại không thấy không? Rồi, edit. Vô. Khui 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 khui. Bụng ra nè. Trời, khoai mới nướng mọi người ơi. Khoai mới nướng, khoai mới nướng. Khoai mới nướng. Bởi, trời, nhìn cái dáng Việt cầm hỏi. Có vẻ quen ha. Không có ai cầm vậy đâu chị ơi. Quý vị thấy khó nó phả vô. Ừ. Vô cùng nữa. Mình thấy cái màu khoai không? Nhìn màu khoai là thấy ngon rồi. Ngon chứ hơ. Nhìn hấp dẫn nha. Rất là thơm mọi người ơi. Trong đêm mưa gió bão bùng, Việt đã đại diện cho tất cả các anh chị em. Thử mi. Ngon. Bùi. Rất bùi. Ngọt. Trời ơi khoai mực. Mực. Khoai mực mà. Rất thơm. Mà nướng lên còn thơm dã man hơn nữa. Yeah. Nhìn cận cảnh nè. Để đây. Xuất sắc. Xuất sắc, xuất sắc. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi, hàng đi, hàng đi. Đây. Đang cua, đang cua, đang cua với mất. Đang cua, cua. Đang cua với mất hả? Nó vẫn chưa quẹo lại được. Đó. Cái màu khoai nó rất là tiệp với cái màu áo. Cô bé khoai lang. Cô bé khoai lang ờ, nhìn nó nè. Wow, cô bé khoai lang. Sao sao? Ấm tận trong tim. À. Cảm giác của cô bé bánh diêm đúng không? Cô bé bánh diêm trong đêm đó. Này. Em nhận ra. Em nhìn ra. Gì vậy? Vịt nướng. Vịt nướng là sao? À, coi bánh diêm á. Bánh cua nè. Quẹo lại. Thầy đã nói. Đi rồi, biết cua đâu, biết quẹo đâu. Gấu ơi, gấu. Ừ, gấu ngoan, gấu ơi. Gấu ngoan ơi, gấu ngoan ơi, gấu ơi. Gấu chưa ăn hả? Tí nữa chị Hiền cho gấu ăn nha. Đó. Đấy, vlog đến đây là kết thúc với một gương mặt rất là sảng khoái. Rất là dọc, không bị ngang. Vẫn nên cho nó ăn bánh cua em à.